Dạ chào cả nhà mình nha. Hôm nay ha, tiếp tục em có thay một số cây lớn nè. Cây này nó nằm chậu 6,5 ha. Thì để thay qua những cây chậu lớn thì phải đập bỏ đây. Tại vì em biết cái hồi Tết em mới thay ha, thì cái phân nó chưa có bó chặt được đâu. Nó nên nó ăn chỉ được khoảng 60-70% thôi. Thì mình sẽ đập ra ha, đập bỏ cái chậu này để mình ginh lên thì nó sẽ không có bị bể phân nhiều ha. Đó là ấy thì để cho cái cây mình nó bảo đảm chắc chắn là an tâm. Thế thì khi mình lắc qua lắc lại, mình nghiêng để mình ginh lên đó, thì ở dưới đáy này ha, như dưới đáy chậu thường thường nó sẽ ăn không có hết được bù đẻ, nó ăn không có xuống dưới được á, thì cái cây mình nó dễ bể phân. Đó, thì để mình đập xây vòng hết luôn để cho cái chậu nó bể ra đều hết ha. Thì thay hôm nay em sẽ thay số cây này qua cái chậu trong này là chậu 68 nè cả nhà. Nó 6,5 qua 68 thôi. Ha, chậu này chậu Bắc Tiên. Đó, thì thay qua để mình chơi Tết luôn cho cái cây mình nó qua chậu đẹp ha. Thì tháng này thay thì mình cũng phải kỹ ha. Thì ở đây em sẽ lót đây, cái chậu cái lồng hơi cao thì em lót cái rễ dừa ở dưới á. Cả nhà mình thấy không? Lót rễ dừa ở dưới cho nó có khoảng cách ha, để khi mình đổ trấu xe dừa lên thì cái cây mình nó, cái bộ rễ mình nó không có bị ứ động nước. Tại vì có khoảng cách như vậy thì nước nó sẽ gọt xuống đây và nó dễ thoát nước ha. Còn nếu mà trấu xe dừa trực tiếp từ giữa lên trên thì nó không có ngăn khoảng cách, thì cái bộ rễ nó sẽ không ăn được xuống đây. Nên mình dùng một mớ rễ dừa chắc có lẽ khoảng 3 phân nha cả nhà. 3 phân rễ dừa mình lót lên trên. Đó, thì lót lên như vậy thì có khoảng cách để giúp cho cái rễ cây mai mình nó mau bắt xuống dưới ha, nó không có bị ứ động nước. Đó, thì mình đập hết luôn, đập hết những cái, đập cái chậu ra để mình thay ha. Cái cây này là cây tứ quý nè cả nhà. Nói chung cũng có một số rễ nè cả nhà mình thấy ha, cũng có một số rễ cám nó ăn ra được ha. Đây là rễ cám đó nha cả nhà. Đây, nhà thấy rõ ha. Này rễ mai này ha. Đó. Ra nhưng mà nó không có bó được đều hết á. Thì em đổ cái này nó ăn khoảng 70% thôi. Nên mình bảo đảm an toàn ha, mình sẽ đập ra bỏ luôn cái chậu đi. Cái chậu thì nó không có, chậu thường thì không có nhiều tiền ha, nhưng mà lỡ cái cây mình nó khi mình ginh lên nó bể á, động nó bể phân thì rất là dễ bị suy cây nha cả nhà. Quay lại cây thứ quý á, này nó cũng tùm hết á. Mặt tiền đây nha cả nhà. Cây này thì nó được dốt cái ngọn lên trên thì khoảng bằng chân cái thôi. Nhưng cái tứ quý thì mình kiếm cái ngọn dày lùng lực bonsai về cũng khá là hiếm nha cả nhà. Nên cây này thì em cũng đã giao lưu rồi, giao lưu cho chú ha. Chú bán cũng một số cây thì chú gửi để em nuôi luôn. Thì bây giờ sẽ thay qua một số cây qua chậu đẹp để Tết chú Trưng á. Chú Trưng Tết ha. Cây này em nghĩ để cám nó ra cũng nhiều lắm nha cả nhà. Đó. Nhiều. Rồi khi mình thay qua cái chậu ha thì mình cũng dùng trấu xe dừa thôi. Ở đây thì chất trồng của em là trấu xe dừa là nói chung đa số là trấu xe dừa thôi. Khi mà tháng 10 tháng 11 đó thì cũng như là năm rồi, em sẽ bỏ lên một lớp đất đất ruộng mình đó, mình lựa những cái cục nó đều đều thì vẫn chân cái mình để cái lớp trên thôi. Nó để cho nó rễ nó bắt lên trên, nó ăn một số đất đó thì cái cây mình nó sẽ nở đẹp hơn ha. Chứ nếu mình nuôi trực tiếp, mình nuôi mấy tháng trời đó mà mình nuôi bằng đất á, đất trộn á, thì cái cây mình nó dễ lèm hoặc là có phải thể là nó bị úng rễ ha. Tại vì không có thoát nước được, hoặc đất nó ẩm hoài đó thì lúc nào cũng bị dư nước, cái cây mình nó canh nước rất là khó. Rồi khi làm bông cũng vậy nữa ha, nếu mình trộn lớp dưới luôn thì khi làm bông mình không có canh được lượng nước đâu, không giữ ráo được thì cái cây mình nó không có buông đều đâu. Nó nên dùng trấu xe dừa ở đây thì hàng năm, nói chung là theo cái kinh nghiệm của em ha, thì trấu xe dừa thì nó dễ làm bông, rồi để cám nó ra, rồi mình dễ xiết nước, cắt nước hoặc là mình giữ nước cho nó khô ráo thì rất là dễ nha cả nhà. Đó, nên khi thay qua chậu thì em vẫn là chất trồng là trấu xe dừa. Để dừa thì 6,4 vẫn bình thường ha, 6 xe dừa và 4 trấu. Nó nên thay
thay như vậy thì cho nó bảo đảm nó không bị dư nước. Nếu mà sơ dừa nhiều quá thì có thể dư nước nha cả nhà, nên mình phân chia khoảng 6-4 là dừa. Có con cây em đã thay rồi nè cả nhà, cái này em đã thay rồi nè, nhờ thấy không, thay đoàn cây rồi. Thì nãy thì tại nặng quá thì ginh qua thì không có quay cho cả nhà mình xem được ha. Ở đây cả nhà thấy ha, có đây là vẫn có một số nụ rồi nè cả nhà, nhưng mà cái số đi tược là đi tược, cái số nào làm nụ là làm nụ, nên bắt đầu từ tháng 6 tháng 7 là bắt đầu nó tạo nụ lần lần rồi đó. Nếu mình đi lượng cao, hàm lượng kali hoặc là nó yếu á, yếu lân kali, thì cái cây mình nó sẽ không có tạo nụ đẹp đâu. Nên hiện tại bây giờ thì mình bắt đầu mình phải tạo nụ cho cái mai mình nó tốt hơn rồi. Rồi hả cả nhà, lúc nãy nặng quá không có quay được cho cả nhà mình khi đem chậu lên ha. Chung là cũng khô ráo nè, khi đập ra giữ được cái đít nè cả nhà, không có dính được cái, không có dính, không có bể phân ha, nên cái cây mình nó sẽ an tâm hơn, an toàn hơn, là nó không có bị bể bầu, nó đứt rễ ha. Đây, thay vào cái chậu này ha cả nhà, mình thấy đây, quá đẹp luôn ha cả nhà. Này nó dừa dừa luôn, cái chậu này nói chung là canh em canh nó cũng dừa ha, nó không có lớn hơn nhiều đâu cả nhà. Một bên đó ha, một bên này khoảng 1 phần mấy 2 phần thôi, chắc có khoảng 2 phần ha cả nhà. Đó thì canh như vậy thì nó không có bây giờ nó bị dư nước nha đó. Nên cái nếu mà mình thay vào bên khoảng 5 phân ha, thì dòng nó rất là lớn, tấu sơ dừa rất là nhiều. Nên mình thay khoảng ví dụ chậu 6 lên 6 rưỡi là dừa, hoặc là 6 rưỡi qua 6-8 đó, thì cái bầu phân này 6 rưỡi nè, em qua 6-8 nè cả nhà đó, em đo cái đường kính này 6-8 nè, nên cái cây nó nhìn thấy nó thêm một ít phân thôi đó. Nhưng mà cái cây mình vẫn cân xứng nha, tại vì cái này nó cũng chưa bó bầu, khoảng 70% bộ rễ nó ăn phân thôi, nên mình thay qua thì thêm một ít nữa cho nó thoáng cái cây mình chút thôi, chứ không có sao ha. Còn nếu mà thay qua nhiều quá, thường là trấu sơ dừa nhiều nó sẽ bị dư nước dư nước, thì mình khó canh nước nha cả nhà đó. Đây, quá trời cả nhà, cây này thì nói chung mà tứ quý thì em bán một chú có cây này là đẹp nhất nè, trông cũng giót ngọn ha, giót ngọn, cây này cái tàn cũng lớn ấy. Rất là ok cả nhà. Thì cái cây này là cũng khá nè ha, cũng khá cây lắm nha, đế cũng đẹp ha. Anh muốn thay qua cái chân này chậu đẹp luôn. Thì những cặp này thì Tết chú ông chú chơi ở trong nhà ha, nên cái tầm cũng không có cao đâu, tầm này cao khoảng 1m2 nha cả nhà, 1m2. Nên vào trong nhà thì nó chủ yếu đường kính ngang thôi, đường kính ngang cái tàn lớn thôi, chứ tầm cao thì nó không có cao ha. Đó, thay được qua cái chậu này thôi, Tết mình chưng rất là đẹp ha. Rồi thì khi xong như vậy thì bắt đầu mình bỏ tấu sơ dừa vô từ từ nha cả nhà. Đó, bỏ vô mình bắt đầu mình lấy cây, dùng cái cây nhọn đó mình chọt từ từ. Đó, mình xơm từ từ cho nó đều từng lớp. Nó sọt từ từ như vậy thì cái bộ phân nó không bị chai, hoặc là nó bị thiếu phân ở dưới ha. Nếu mình đổ nhiều quá mình lắp lại mình không có biết đó, thì có thể ở dưới đây nó sẽ bị trống phân ở dưới thì nó dễ sụp phân. Đó, ví dụ mình vô mua tưới thời gian thì nó sẽ bị sụp phân ở dưới đó, hoặc là nó bị trống luôn thì để nó ra ăn ra không được. Nên mình vô từ từ thì cái cây mình nó sẽ chắc ăn hơn ha, nó dễ tốt hơn. Wow, thay cây này quá tuyệt đẹp luôn cả nhà, bộ đế nó dung trùng luôn ha. Cả nhà, như vậy là thay xong hết cả nhà. Thay xong hết rồi, em thay cũng được mấy cái chậu đẹp ha. Đây, cây này cây phú tân nè cả nhà, cây chi cành cổ nha. Cây này sửa tuyết chi cành ngày xưa ha, ngày xưa là sửa những cái cốt nó lớn rồi, không nói chừng cành cái này cũng được 4 năm hết cả nhà. Đây, và
Thì khi thay xong rồi nha cả nhà, thì mình sẽ trũ lên một lớp chỉ dừa ha, để cho nó giữ ráo, giữ khi mình tưới không có xói ra, xói những cái chấu sữa dừa mới này ha. Một thời gian thì có thể khi nó bắt rễ rồi thì mình lấy ra từ từ cũng được nha. Đó, rồi mình thay xong ha. Khi mình thay xong vậy rồi thì khoảng 2 ngày nha. Đó, 2 ngày thì mình sẽ tưới dưỡng rễ cộng Virumin. Thì những cây lớn này thì có thể là em sẽ tưới hai đợt ha. Hai đợt, một đợt Virumin cộng dưỡng rễ, rồi đợt thứ hai là em sẽ tưới dưỡng rễ nữa ha. Tại vì cái bầu phân này nó hơi lớn nè cả nhà. Đó, dùng cái chậu này hơi lớn nên mình canh mình giữ nước nha. Mình không có tưới được nhiều đâu, khi mình xả ra Virumin Ron rồi, khi mình tưới rồi buổi chiều sáng mai mình xả xong ha. Xả xong thì mình sẽ canh lượng nước lại, mình sẽ tưới quơ xương mát lên lá thôi, để cho cái cục nhân này nó sẽ khô ráo ha. Nó sẽ khô ráo rồi nó sẽ mau bắt rễ ra. Còn nếu mình tưới cái lượng nước nó dư hoài ha, thì cái rễ cám nó sẽ không bắt được cái phân mới, thì cái cây mình nó không phát triển được mạnh nha cả nhà. Tại vì vô thì nói chung là những cái bầu phân này thì em vô cái chậu thì so với chậu cũ và chậu mới thì không có lớn nhiều đâu. Nó thì 6.5 qua 6.8 nha. Nhưng mà cũng là cái đáy này nó sẽ hơi sâu đây. Tuy là em lót rễ dừa ha, nhưng mà mình giữ nước được cái thời gian đầu tiên trong vòng từ 20 ngày ha đến 1 tháng thì giữ nước được vừa khô ráo thì cái cây mình sẽ mau chớm rễ cám đó nha cả nhà. Đó, nên chú ý có thể là mình canh những cái cây lớn này, mình sẽ canh thời gian đầu tiên trong 1 tháng đầu tiên để giữ được cái lượng nước cho cái cây mình nó bắt được cái rễ cám mới. Thì lúc đó khoảng tưới hai đợt dưỡng, một đợt Virumin cộng dưỡng ha, rồi một đợt dưỡng, thì đợt thứ ba có thể mình đi phân lại được rồi. Đó, đi phân nhẹ lại khoảng 50-60% so với lúc trước ha. Đó, từ từ vậy thì cái cây mình nó sẽ phát triển luôn nha, nó sẽ bắt rễ nha, ngon hơn luôn. Đó, thì chú ý để cô chú anh chị mình hôm nay ha, cũng như chia sẻ cái clip cho cả nhà mình thay một số cây ha, thay một số cây để cây lớn nè, nói chung là cây này là chậu lớn nha. Đó, thay một số cây để cho cái cây mình chơi Tết. Nó hỏi tại sao ha, em sẽ dùng tay không có dùng bả lan, hoặc là mình dùng cái thế để cẩu mình đưa cái cây lên. Cả nhà biết sao không? Tại vì khi mình bợ á, mình rinh cây lên, mình có bợ ha, nó khi mình đập chậu để mình thay qua chậu mới như vậy nè, chậu mới thì không có dùng xích hoặc là dây gì để mình cảo lên để mình đưa qua cái chậu này, chậu mới. Đó, tại vì lý do là khi mình cảo lên mình giật rồi có thể là mình động á, động nhiều khi cái bộ rễ nó chưa có bám thật chặt thì nó sẽ bể. Khi mình rinh lên, mình cảo lên á, nó sẽ bể một lỗ hai lỗ phân, có thể là đứt những cổ rễ cây của mình, nên rất là nguy hiểm ha. Nó thì thay đây em sẽ dùng tay thôi, ví dụ hai ba người bợ dưới cái bầu phân là chịu lại để cho không nó gớt cái mặt phân ở dưới đáy bầu của mình ha. Nên bảo vệ thì mình chỉ dùng tay, thì ba người ginh lên hoặc bốn người ginh lên thì mình sẽ bợ được cái đó, nó sẽ không bể phân. Nó cẩn thận như vậy để những cây lớn mình nó an toàn nha cả nhà. Đó. Rồi, những cây này thì cũng đã thay xong, thì hôm nay cũng quay ha, chia sẻ cái clip thay một số cây lớn cho cô chú anh chị mình xem qua luôn. Thì cách thay thì cũng như thay những cái chậu nào thích hợp mình lựa chọn, và chấu sơ dừa thì mình sẽ pha cho nó 6-4 như bình thường ha. Đó, để cho cái cây mình qua cái chỗ đẹp Tết mình chơi luôn ha, chơi Tết luôn cho nó đẹp luôn. Đây, cây này thì nói chung là em cũng vừa dạt cây hai ha. Thì hôm trước ông anh thành phố thì em cũng đã cây tứ quý này em cũng đã giao lưu rồi nha cả nhà. Thì giao lưu với ông anh tên Quận Nhất ha, ảnh cũng xuống tận dược, thì cũng cảm ơn anh đã ủng hộ dược ha. Cũng như cây này nói chung em cũng rất là thích, nhưng mà ảnh nói ảnh chơi ha, ảnh chơi thì chơi không có bán lại, nói chung là ảnh không có kinh doanh mua bán ha, ảnh cũng để chân trong nhà thôi. Đó, nên
Hôm nay nuôi nuôi cho ông anh, rồi năm tới ảnh mới chơi nha. Này cũng như là về đây em sẽ nuôi lại cho khách luôn. Tại vì khi những cái cây của em đó, những cái cây của em nuôi thì em bán cho khách thì em sẽ nhận nuôi lại. Nói chung nuôi lại những cho khách chơi ha, hàng năm. Ví dụ như trưng Tết xong rồi thì em sẽ nhận cây lại thì em sẽ nuôi. Nuôi thì giá cả thì nói chung mình thỏa thuận thôi nha cả nhà.